Chào các bạn, mình chính là KSD. Và đây sẽ là lý do vì sao mà các bạn không nên join VN, join Việt Nam quá nhiều trong thế giới Minecraft. Bây giờ mình có thể thấy được một điều là mặt trời đã gần lặn rồi. Tuy nhiên, cho dù đó hả, mặt trời có gần lặn đi chăng nữa thì mình cũng không hề lo lắng và lo sợ một tí nào đâu. Bởi vì mình sắp quay trở về lại ngôi làng thân yêu của mình rồi. Ngôi làng đó hả mà mình đã sinh tồn từ những ngày đầu tiên chơi thế giới Minecraft. Và bên trong ngôi làng đó nha, sẽ có những người thân của mình như là các ông dân làng, các già làng và ông tiến sĩ Steve Noob. Mình tin chắc rằng đó hả là mình sẽ được an toàn và bình an khi ở bên trong ngôi làng thân yêu đó. Và đây, ngôi làng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đã dần dần hiện ra. Và đây chính là cái cảng biển nè. Được rồi, để mình mau chóng đó hả lái thuyền vào và tấp thuyền của mình ngay cạnh cái cảng biển này. Rồi sau đó đó nha, mình sẽ vào nhà của mình. Rồi từ từ thôi, coi chừng đó nha, tông thuyền của mình đó. Và ok, xong à, mình đã hả đậu thuyền của mình thành công rồi. Và bây giờ hả, chúng ta đã biết được rằng là mặt trời đang dần dần chuẩn bị lặn, nghĩa là sắp trời tối á. Và mình cũng hơi mình cũng hơi buồn ngủ rồi, nên bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ quay về nhà của mình và đi ngủ. Rồi ngày mai đó hả, mình sẽ tiếp tục làm việc. Và đặc biệt nhất đó nha, là ngày mai mình sẽ tìm mọi cách để có thể đào được kim cương trong cái thế giới Minecraft, trong ngôi làng Minecraft này. Được rồi, mau chóng quay trở về lại ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Mở cửa ra nào và đóng cửa lại. Rồi, đây, đây chính là ngôi nhà của mình đây. Về nhà thôi nào, về nhà thôi nào. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Tại sao đó nha, mình đang muốn vào ngôi nhà của mình thì bỗng dưng á, mình lại nghe thấy tiếng hét vậy. Tiếng hét này giống như đó hả, là tiếng hét của dân làng vậy đó. Vậy là sao? Ủa? Đây nè, có một ông dân làng sợ hãi. Ông ta đó nha, nhìn đó hả, đang rất đó hả là lo lắng luôn. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đâu đâu, để mình thử lại mình nói chuyện với ông dân làng coi. Nè ông dân làng ơi, tại sao đó nha, bây giờ ông không chịu vô nhà ngủ đi mà ông lại sợ hãi và ông hét to lên cho vậy ông dân làng? Bộ ông gặp chuyện gì hả? Dân làng sợ hãi. KSD ơi, KSD ơi, sao sao, có chuyện gì hả ông dân làng ơi, có chuyện gì? Ờ, nhanh nhanh lên, trong làng có người chết đó. Hả? Ông nói cái gì? Trong làng chúng ta có người chết hả? Cái gì ghê vậy? Ở trước cái đài phun nước đó KSD, có người chết. Rồi, để tôi vô tôi khám báo ước coi. Cái chuyện gì vậy? Tự nhiên mình mới về làng đó nha, thì có một ông dân làng hét lên và ông ta sợ hãi nói với mình rằng là trong làng có người chết. Và người chết đó hả là nằm trước cái đài phun nước này nè, nằm trong ngôi nhà này. Cái gì vậy trời? Ai chết đâu? Hả? Ủa? Có ai chết đâu? Sao mình thấy người chết gì đâu mà đâu có vết máu vô trời? Hả? Vậy là sao? Lên lầu nữa coi, hay là có người chết trên đây? Cũng không hề có luôn. Ủa? Vậy người chết là ở đâu? Cái ông dân làng sợ hãi nói rằng đó nha, là ở trước cái đài phun nước đó KSD có người chết nè. Nhưng mà mình có thấy ai đâu nhỉ? Vậy là sao? Hay là ở trong đây? Ủa? Trong đây có ông dân làng nè, nhưng mà ông ta nhìn rất là bình thường. Ủa nè ông dân làng ơi, sao ông chưa chết ông dân làng? Sao vậy? Chết? Cậu nói cái quái gì vậy, tôi đang dọn nhà mà. Ờ, thì tôi hỏi ông sao mà ông chưa chết á. Ủa, tôi tưởng ông chết rồi. Ờ, sao cậu lại chù tôi chết? Trời đất ơi, tôi có chù ông chết đâu. Tại đó nha, cái tên dân làng hoảng sợ ngoài kia kìa, tự nhiên đó hả, ông ta nói với tôi rằng đó nha, là ông bị chết trước cái đài phun nước đó nha, là có người chết nè. Tôi tính chạy qua đây tôi coi thử xem hả là ai chết á, rồi tôi ra tay giúp đỡ, nhưng mà thấy ông sống nhanh răng mà. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Trời đất ạ. Sao cậu lại tin cái tên dân làng đó? Hắn ta là kẻ chuyên chơi khăm và chuyên gia phá phách đó. Thật là khờ quá đi. Hả? Wait a minute. Vậy là tôi đã bị lừa hả? Ây da, mới về làng mà bị lừa sao? Bực mình thiệt chữ luôn á. Cái gì vậy trời? Rồi, cảm ơn ông dân làng nhiều nha. Để tôi hả đi tính sổ với hắn ta. Ây da, mới có về làng mà bị lừa rồi. Cái tên dân làng hoảng sợ kia, làm gì có ai chết đâu mà hắn ta dám nói hả là trong làng mình có người chết. Hơi, cái tên dân làng này bực mình thiệt. Để hả mình ra mình chửi hắn ta, mình xử lý hắn ta coi. Nè, cái ông dân làng kia, trong làng chúng ta đó nha, làm gì có ai chết đâu mà tại sao đó hả ông lại kêu hả là trong làng ta có người chết vậy hả? Ờ, ha 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 ha, KSD à, cậu biết đó là gì không? Là gì mới được cái chứ, rõ ràng đó nha, trong làng mình có người chết đâu mà tại sao đó hả ông dám dù dân làng chết là sao? Ông bị gì vậy hả? Bị khùng đúng không? Dân làng John, đó là John, John VN, John Việt Nam. Cái gì vậy?
Hả? Bây giờ nhìn mặt ông ta nè, mặt ông ta không sợ hãi nữa, bây giờ mặt ông ta là mặt chôn. Cái gì vậy? Và ông ta bây giờ tên là dân làng chôn. Trời đất ơi, cái ông dân làng này, ông khùng hả? Cậu bị chôn rồi ha 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 ha. Ơi, cái gì vậy trời đất? Cái tên dân làng này hắn ta học trên mạng mấy cái trò chôn Việt Nam chôn VN à. Nên bây giờ hả, hắn ta về ngôi làng này và hắn ta chôn mình, bởi vì hả, hắn ta biết rằng nó nhanh là lâu rồi đó hả, mình không quay về làng. Ơi, cái tên dân làng này nhìn kìa, nhìn mặt thấy ghét thiệt sự luôn á. Được rồi. Ông có chừng tôi ấy nha. Ông đó hả mà còn chôn tôi một lần nữa đó, giờ là tôi quýnh ông luôn á, thiệt sự luôn á. Tôi đập ông liền luôn á. Bây giờ tôi đi ngủ đây. Ông lo về nhà ông đi ngủ đi. Trời ơi, bực mình ghê. Học cái gì không học, tự nhiên đi học chôn chôn VN chôn Việt Nam chi. Bây giờ về chôn mình rồi còn chù á hả, cho mấy dân làng chết nữa chứ. Bực mình thiệt. Coi cái mặt kìa. Nhìn cái mặt có muốn đấm không chứ. Trời ơi, ghét thiệt sự luôn á. Thôi kệ ông đó. Bây giờ chắc là mình sẽ đi về nhà mình ngủ đây. Vậy là mọi chuyện vẫn là bình thường rồi. Cứ tưởng rằng đó nha là cái tiếng hét đó hả là tiếng hét của ông dân làng gặp nạn. Ai ngờ đó hả là tiếng hét lừa đảo thì có. Thôi, mình đi ngủ đây. Mình sẽ gặp lại tất cả mọi người đó nha, vào sáng ngày mai vậy. Ủa? Hả? Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ đó nha, nhìn mặt trăng ngoài kia hình như là 3 giờ sáng hay sao á. Nhưng mà tại sao 3 giờ sáng mà mình lại tiếp tục nghe thấy có tiếng ông dân làng la hét nữa? Đừng nói là bây giờ đó nha, đã có dân làng gặp nạn thiệt sự trong làng của chúng ta hả ta? Đâu, để mình xuống nhà cửa coi cái gì vậy trời. Và ủa, từ, cái mặt này quen, hình như đó hả, cái mặt này hồi sáng hồi chiều mình cũng thấy rồi. Nè, cái ông dân làng chôn kia, bộ ông tính chôn tôi nữa hả? Tại sao đó nha, ông lại la hét nữa vậy? Dân làng cây sợ hãi, cây SDA lại nữa rồi, lại nói cái gì hả? Trong làng chúng ta lại có người chết mà ghê lắm. Nè, ông lại tính chôn tôi đúng không vậy? Ông đừng có chôn VN, chôn Việt Nam đó nha. Đừng có giỡn mặt với tôi, thiệt sự luôn á. Ông mà chôn nó là chết với tôi đó nha. Đây là hạ lần thứ hai rồi mà còn là 3 giờ sáng nữa. Bộ ông không tính để cho tôi ngủ hả? Bực mình lắm luôn á nha. Không có người chết gì đây, chết 100% luôn, tôi không tin ông đâu. Ông dân làng này bị đứt cả đầu luôn. Ở trong cái nhà bự bự đó làm ơn tin tôi đi. Hả? Cái nhà bự bự này hả? Và ông dân làng đó bị đứt cả đầu luôn. Thôi được rồi. Tôi đó nha, lần này đó hả, tôi đó sẽ tin ông lần cuối cùng. Lần sau đó nha thì đừng có trách. Bây giờ tôi đi coi đây. Có lẽ. Nói chung đó nha, là hả, cho dù á ông dân làng nó có nói xạo đi chăng nữa thì mình cũng sẽ phải đi kiểm tra. Chứ lỡ như á có ông dân làng bị đứt đầu thiệt sự trong làng của mình thì chắc là mình ân hận cả đời luôn quá. Thôi được rồi, mau chóng vô nhà đó coi. Coi thử xem đó hả là rốt cuộc á có ông dân làng nào bị chết hay không. Mấy ông dân làng ơi, mấy ông sao rồi? Có bị gì không vậy, có bị gì không? Sao không thấy cái vệt máu gì hết vậy? Đứt cả đầu không thấy máu đâu luôn. Và ở đây thì sao? Ở đây cũng bình thường. Để mình thử lên lầu coi. Hả? Ông dân làng đứt cả đầu, đứt cả máu, cái kiểu mà bộ không có vết máu nào là sao vậy? Hả? Ủa? Ông ta ở đâu? Ở đây cũng không có gì luôn. Hả? Vậy là sao nhỉ? Hay là mình bị lừa thiệt sự? Ở đây thì sao? Ủa? Coi nè, có ông dân làng đang nằm ngủ nè. Ủa? Ông dân làng ơi, ông không phải bị chết hả? Ông không phải hả là bị đứt cả đầu hả ông dân làng? Dân làng, này này cái cậu kia, tôi đang nằm ngủ ngon lành mà cậu vào nhà tôi chù tôi chết là ý gì đây hả? Tôi chưa có chết được chưa? Bây giờ thì biến ra ngoài để tôi ngủ. Rồi, tôi xin lỗi. Trời đất quỷ tần tiên địa ơi, cái ông dân làng trong ngôi nhà này đang nằm ngủ mà, có chết hay là đứt đầu gì đâu, lại bị lừa nữa rồi. Cái tên dân làng kia bực mình thiệt sự luôn á. Hắn ta đâu rồi? Mau chóng quay về nhà chửi hắn ta coi. Cái tên dân làng này, nè, có dân làng kia. Thiệt sự đó nha, là ông hết trò để đùa đúng không vậy? Xong cứ liên tục á hả, lôi tính mạng người ta ra ông đùa hoài vậy. Lần này đó nha, làm gì có ai chết đâu. Vậy là sao hả? Và thế là cậu lại bị. Hả? Bị cái gì mới được? Cái tên dân làng này bị cái gì hả? Dân làng chôn. Chôn VN, chôn Việt Nam rồi. Ha 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 ha. Trời ơi, nữa kìa, lại cái mặt này nữa. Cái ông dân làng chôn này, ông bị khùng hả? Ông bị cái quái gì vậy? Ngáo quá, chôn VN. Bây giờ ông ta còn chửi mình ngáo đó kìa. Cái ông dân làng này. Nè nha, bây giờ là buổi tối rồi, đêm khuya rồi nha, 3 giờ sáng rồi nha.
ông đó hả mà còn bước qua nhà tôi, ông kêu hả là John VN cho Việt Nam nữa đó hả, thì thật sự đó nha, tôi sẽ giết ông luôn á, tôi đập ông luôn đó ông nhân làng. Bây giờ hả về nhà ngủ đi. Ừ, nhìn cái mặt kìa, muốn đấm như rụng răng luôn vậy đó. Đi ngủ đi. Trời ơi, khuya đêm khuya rồi không cho người ta ngủ, cứ suốt ngày John VN cho Việt Nam hoài. Bực mình thiệt sự luôn, phá hỏng hết giấc ngủ người ta à. Thôi, chắc là bây giờ đó hả sẽ không còn chuyện gì nữa đâu, mình nên đi ngủ thôi. Mệt mỏi thiệt sự luôn á. Ủa? Nữa? Mình là nghe tiếng hét nữa. Đừng nói mình đó nha, là cái ông dân làng John đó, ông đã tiếp tục tới nhà mình. Ông John VN cho Việt Nam mình đó nha. Mình nhức đầu lắm luôn rồi đó. Sao mà cái đêm nay, cái đêm gì mà ngủ không yên vậy, cứ bị réo miết à. Mà từ từ cái tiếng lần này la hét thất thanh nghe thấy cũng có vẻ kinh dị và kinh khủng kiểu gì á. Thôi được rồi, lần này thử đi xuống nữa nha. Tôi mà thấy cái ông dân làng John VN nó nữa hả là tôi lên đi ngủ luôn, tôi không thèm nghe câu chuyện của ổng nữa. Đâu, ông ta đâu rồi, có ông ta không? Và... Ủa? Mình không hề thấy ông dân làng nó luôn. Ủa? Nếu như cái ông dân làng sợ hãi John VN Việt Nam đó không hét lên kêu mình, thì vậy thì cái tiếng hét đó là của ai? Hay là chết rồi? Lần này chẳng lẽ đó nha, trong làng của mình có chuyện hả? Ơi, đâu đi kiếm lẻ coi, cái chuyện gì vậy? Tại sao bây giờ mình lại không hề thấy ông nhân làng đó nữa? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Kiếm lẻ coi. Và... Hả? Nhìn kìa, giống như là có một ông dân làng nào đó đang bị nhốt ở bên trong một cái lồng hay sao á. Và... Có hai ông dân làng giận dữ kìa. Chắc là cái tiếng hét đó hả phát ra từ ông dân làng bên trong cái lồng á. Và như ông ta chính là ông dân làng John VN của Việt Nam. Nè, hả ông nhân làng kia có chuyện gì vậy? Tại sao đó nha, hai ông nhân làng đó hả lại nhốt ông nhân làng kia vô cái lồng vậy hả? Chuyện gì vậy? Cái tên này đêm khuya mà hắn ta vẫn không chịu ngủ, dân làng giận dữ, hắn ta cứ chôn miết, nên tụi tôi bắt hắn lại luôn. Trời ơi, đúng là đáng đời mà. Ai biểu đó hả cứ suốt ngày chôn VN Việt Nam miết làm chi, để bây giờ đó hả bị mấy ông dân làng giận dữ bắt lại rồi bắt vô cái chuồng luôn à. Tội nghiệp thiệt sự, đáng đời ông lắm đó nha. Tại ông đó hả mà tôi mất ngủ á. Nhưng mà thiệt sự đó nha, hai ông đó hả phạt như vậy á có hơi nặng quá không? Tôi thấy là hơi nặng á. Và bây giờ để trừng trị hắn. Cái gì? Bắt vô chuồng chưa là trừng trị mà bây giờ mới là trừng trị hả? Bọn tôi sẽ giết hắn hả? Từ từ. Nè, bình tĩnh. Đừng giết hắn ta. Cho dù nữa nha, cái tên dân làng này hả, hắn ta phiền phức thiệt. Hắn ta cứ chôn VN, chôn Việt Nam miết. Nhưng mà hắn ta cũng là một con người. Mấy ông không thể nào giết người chỉ vì người ta chôn nhiều như vậy được hết trơn á. Nguy hiểm lắm. Cùng lắm đó nha là phạt người ta thôi. Đúng rồi đó. Chứ là sao là giết người ta? Không được đâu thì các mâm nhân làng ơi. Cái gì? Cậu cùng phe với hắn à? Cậu cũng chôn VN? Hả? Tôi có chôn VN đâu. Thế thì bọn ta giết cậu luôn cái gì? Sao bây giờ mấy ông đòi giết tôi? Thôi được rồi, nếu như đó hả mấy ông muốn giết tôi thì bây giờ tôi giết mấy ông luôn. Ok, tôi đó hả sẽ phải bảo vệ cái dân làng của tôi. Mấy ông hả là người xấu, mấy ông muốn giết dân làng. Thôi được rồi, đây, tôi sẽ tìm mấy ông. Ok, chết đi. Rồi ok. Ghê thiệt sự luôn. Bởi vì đó nha, ông dân làng kia chôn VN, chôn Việt Nam quá nhiều, cho nên đó hả là mấy ông dân làng giận dữ đòi giết ông ta luôn. Cũng may đó hả là mình ra tay cứu giúp, chứ nếu không là ông ta chết ngắt rồi. Nè, cái ông dân làng chôn VN kia, bây giờ đó hả, ông đã biết sợ gì hả? Ông đã biết tội lỗi của mình chưa? Ông mà cứ suốt ngày chôn nữa đó nha là sẽ bị giết chết đó. Dân làng John, tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không chôn VN Việt Nam nữa đâu, thả tôi ra đi mà. Được rồi, bây giờ đó hả, ông cứ ở trong đó đi. Để tôi đi tìm cách, tôi tìm chìa khóa, tôi thả ông ra cho. Chứ giờ tôi cũng không biết cách làm sao nữa. Mệt mỏi thiệt sự luôn. Các bạn ơi, coi video này đó nha, hãy nhớ nha, đừng bao giờ chôn VN, chôn Việt Nam quá nhiều. Mệt mỏi thiệt sự luôn à. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà các bạn không nên chôn VN, chôn Việt Nam quá nhiều trong thế giới Minecraft. Bởi vì nó sẽ gây ra rất là nhiều phiền phức cho những người xung quanh. Và đặc biệt nhất, nếu như ai đó quá tức giận mà không chịu nổi được trò đùa, họ sẽ tìm cách mà giết bạn trong thế giới Minecraft đấy. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé.
Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Can you hear me calling, calling?